Tiếp tục lên sóng giới thiệu đến anh em một cái bộ dàn của hãng Sony. Bộ này thì bãi về hình thức của nó thì phải nói rằng là rất là đẹp. Đẹp đến tầm khoảng 90-95%. Nó có duy nhất một hai vết xước nhẹ thôi. Thì lát em sẽ quay cụ thể các vết xước của nó nha anh em nhé. Cái mặt trước của nó nhìn đẹp long lanh, ok luôn. Loa trắng, máy cũng trắng, trắng như ngọc trinh em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu trắng rất đẹp luôn. Con này sử dụng con bát là bát 11 bên vải tẩm dầu, loa màng giấy, bát chắc đều là màng giấy cả anh em nhá. Loa chắc của cái dòng này đều là loa từ kép, chắc từ kép. Bộ này thì nó có tính năng chỉnh equalizer, cho nên là nó equalizer tự động, cho nên là nó có thể chơi được khá là nhiều các thể loại nhạc khác nhau, tùy biến được em nhá. Lát nữa sẽ hướng dẫn các bác cái cách mình có thể thao tác để chỉnh equalizer trên máy. Đấy, bộ này bãi về tình trạng chạy hiện tại là chạy full tất cả các chức năng, bao gồm chức năng CD, bao gồm tiếp chức năng MD, bao gồm tiếp nữa là chức năng AUX kết nối điện thoại máy tính qua cổng 3.5. Và cái điều vô cùng đặc biệt ở cái bộ dàn M35WM này đó là nó có thêm cái cổng USB. Đây ạ. Cổng này anh em có thể lợi dụng cái cổng đấy để có thể làm cái nguồn cấp cho cái cục thu phát và thu sóng Bluetooth. Để anh em biến cái bộ dàn này thành cái bộ dàn Bluetooth cũng ok luôn anh em nhá, không dây luôn. Để nếu anh em thích chơi không dây. Đấy, anh em có thể ra ngoài mua thêm cái cục đấy về cắm nguồn ở đây và cắm vào cái cổng này để mình cấp tín hiệu ở đây. Đấy, thế là mình có thể chơi Bluetooth ngon lành luôn anh em nhá. Đó. Bên em cũng sẽ có sẵn có bán cục đấy, anh em có nhu cầu thì bên em sẽ cung cấp cho anh em. Còn anh em có thể ra ngoài thị trường mua cũng được rất là nhiều. Cái đấy hàng Trung Quốc thì nó chỉ khoảng 50-60 nghìn, 70 nghìn thì thôi, tùy từng chất lượng hoặc là hơn 100. Rồi ok, bây giờ hiện tại là em đang test cái cổng AUX cái nối điện thoại máy tính qua jack 3.5 của nó anh em nhá. Đó. Em sẽ mở lớn tay một chút xíu nhá. Chẳng có lẫn chung tìm thêm cái bản nhạc khác nha để test nhạc cho các bác nha. Các bác chờ em trong giây lát thôi, em sẽ tìm rất là nhanh. Rồi em sẽ test một cái bản nhạc đan trước anh em nha, xong lát nữa em sẽ test thêm một cái bản nhạc nhẹ nữa cho anh em cảm nhận cái chất âm của nó. Con này tiếng rất hay luôn, trong khuôn khúc trong tầm giá rất hay luôn. Nếu mà trong phân khúc mini nó chỉ thua M3 thôi. Đấy, tuy nhiên lợi thế nó lại có cổng USB để nó biến thành loa Bluetooth lại rất là hay. Nổi trội vượt trội hơn con M3 nhé. Còn chính tính năng chỉnh equalizer cũng giống con M3. Riêng bass nó chỉ thua mỗi con M3 thôi. Đấy. Thua khoảng độ 9-10, không phải thua nhiều. Con này 9 thì con M3 là 10. Bác của Sony thì nói chung là không chê vào đâu được, vượt trội so hẳn cho các cái bộ khác trong phân khúc nhé, trong tầm giá. Mình sẽ test thêm bản nhạc Bero nữa. Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen, tình yêu chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi sương sông. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biển cương không mây xanh màu lá rừng,
Rồi, em sẽ test nhanh các tính năng tiếp theo, tính năng đọc đĩa CD và MD của nó anh em nhé. Lát em thử các bác cái chỉnh equalizer trên giảng. Ok, bây giờ em sẽ test CD trước. Em đã bỏ đĩa CD vào rồi. Ấn cho em vào chữ CD và ấn cho em khi nó nhận bài xong. Đây báo thời lượng bài xong. Mình ấn nút chạy đây nhá. Con này mắt đọc còn tương đối là tốt luôn. Em sẽ test nhanh. Đĩa CD MD nó chỉ là đĩa nhật thôi. Em test nhanh nhá. Đấy, next bài đây. Ok anh em nhé, em sẽ test sang đĩa MD. MD em đã bỏ sẵn đĩa MD về rồi. Ấn vào chữ MD để chơi MD. Nó khi nó load bài xong, rồi ok báo bài xong, mình sẽ ấn vào đây để cho nó chạy. Cũng giống như bên CD nhé. Ok, chuyển bài nhé. Rồi, ok. Rồi, dừng lại đi, cho ra đi. Em test nhanh thôi nhé. Rồi, AUX anh em chuyển về cái chế độ con nút ngoài cùng này, nút ngoài cùng bên phải nhá. Để chơi AUX nhá. Rồi, hướng dẫn nhanh anh em về cách chỉnh equalizer trên con dàn này nhá. Để anh em biết chỉnh được thì âm thanh lên nó mới hay được. Đầu tiên, ấn nút em nút góc bên trái. Bước thứ hai, kéo xuống. Đến cái dòng có cái chữ chớp chớp, đây cái dòng chữ này nhá, có hai dấu huyền ở bên cạnh này đấy. Chữ nhật đấy. Chớp chớp có chữ huyền ở bên cạnh này. Ấn ok ở giữa. Tiếp tục kéo xuống một lần nữa. Đến dòng có chữ là chớp chớp là EQ. Là equalizer đấy ạ. Ấn ok. Mặc định của nó thì sẽ là cái chế độ đây, cái chế độ này nhá, bằng này. Thì anh em đẩy lên cho em. Đẩy lên một lần thôi. Về chế độ này thì bass jack nó lên rất là đều. Đấy anh em thấy bên này bass nó lên giải jack này. Đấy sau ấn ok để nhận. Đấy thế là mình đã điều khiển trong equalizer để nghe chế độ nó hay hơn và cao sáng hơn rất nhiều nhá. Ngoài ra có cả các chế độ equalizer để nghe nhạc lời nữa cũng rất là nhiều. Anh em tham khảo, anh em cứ mò mẫm tùy chọn lại thì các ra nhá. Đây này, nếu như anh em nghe lời nhiều thì vẫn vào đây nhá, vào EQ này. Lên lời nhiều anh em cho cái ở giữa lên cao này, là lời nhiều này. Đấy, thì hai bên lên cao là bass jack nó lên nhá. Đấy, đây là trung tính, cái này là trung tính này. Đấy, cái này là bằng không này. Đấy, cái này là lời nhiều. Đấy, để tùy anh em nhá. Rồi bây giờ em tranh thủ quay qua hình thức tổng quan của cả bộ dàn. Mặt trước thì như anh em đã thấy, đẹp long lanh luôn. Tuyệt vời luôn. Em qua đến bên cạnh nhá, cạnh thì cũng đẹp luôn, trắng tinh luôn. Bộ này em thấy rất là đẹp. Bộ này cũng trắng tinh luôn, hơi sầm sờ một tí các bạn chuyển anh em ở đây này. Đấy, thằng bãi thì tất nhiên là không tránh được rồi. Mặt trên, đầu máy cũng đẹp luôn. Ê, căng còn tương đối đẹp anh em nhá. Cũng rách nhẹ thôi, vận chuyển rách nhẹ thôi. Đấy, không đáng kể. Mày bỏ cái căng ra. Đây, loa bên này cũng đẹp keng luôn. Thành bên trong cũng đẹp nhá, bao đẹp cho anh em. Đây, một vết cứng ở đây. Em đã tra cái keo phá lỗi này rồi để cho nó nhìn nó đỡ lộ rồi. Đấy, mỗi ở đấy thôi. Thế thôi. Thùng vách của hai loa thì vung vắn ok hết anh em nhá. Đầu máy cũng ngon lành luôn. Công suất của dòng M35 thì nó không ghi. Trở kháng là 8 ohm. Đấy. Hai loa này thì sẽ đi đuổi cùng một cặp luôn. Con này công suất máy của nó là 45W anh em nhá. Anh em chú ý khi đấu dây rắc mình đấu cho em đúng là dây đỏ cực dương và dây đen cực âm. Thế là xong. Thế đơn giản đấy thôi nhá. Hiện cổng AUX anh em cắm được cái cổng. Đây có hai lỗ này, lỗ này lỗ tai nghe. Thì cắm cho em một cái lỗ bên cạnh lỗ tai nghe nhá. Đấy. Nên mình muốn chơi cái này thì mình cắm thêm nghe cục vào nút nguồn đây thì mình sẽ chơi Bluetooth ngon lành luôn. Đấy đơn giản là vậy các bác nhá. Rồi, bộ dàn này thì phải nói là đem đánh giá là đẹp gần như là tuyệt đối, gần như là tuyệt vời. Các bác có thể mua về sử dụng và mua tặng anh em bạn bè, bạn gái, bạn trai đều ok hết, rất là ý nghĩa luôn. Bộ dàn này Trung Kiên Audio hôm nay bán với giá là 1.500.000 đồng. Giá em báo thì đã bao gồm thứ nhất là một bộ các bộ phụ kiện, là một cái dây này để các bác chơi điện thoại máy tính này. Thứ hai là một cái bộ đổi điện để anh em chơi qua điện 100, chuyển điện 220 thành điện 100 để anh em chơi con dàn Nhật nhá. Các cái dàn này là của Nhật hết cho nên mình phải chơi điện 100. Thì đã kèm phụ kiện đầy đủ cho anh em rồi. Và ngoài ra, với các đơn hàng anh em mua hàng và chuyển khoản đủ nhá, thì bên sẽ tặng thêm anh em bộ chân kê đầu và cây ly. À, cây ly và cây loa xin lỗi. Đấy, còn nếu như bác chuyển khoản đủ và mình không lấy bộ chân kê thì báo em, thì bên em sẽ đổi sang là bao ship được các bác. Còn mặc định em là sẽ tặng các bác bộ chân kê. Còn mình không lấy chân kê thì báo lại thì em sẽ đổi sang là bao ship cho anh em luôn. Đấy, tổng giá là 1.500.000 đồng. Còn nếu như anh em mua hàng chuyển cọc thì bên em vẫn tặng đầy đủ phụ kiện. Tuy nhiên sẽ không có kèm chân kê hoặc là bao ship anh em nhé. Anh chú ý, nếu chuyển cọc thì anh em vui là cọc chiếm 300 thì anh em nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại cộng với phí ship thì mình giảm với ưu tá. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng anh em liên hệ với số Zalo là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo 0975 575 262. Ngoài mùa màu trắng ra bên em còn một bộ nữa, đó là một bộ loa màu gỗ nhá, cũng rất là đẹp anh em ạ. Đấy, anh em quan tâm thì nhắn tin Zalo em sẽ gửi link test của cái bộ màu gỗ cho anh em nhé. Ok anh em, cảm ơn tất cả anh em nhé.